Chị Kim Xuân Minh đâu nhỉ? Người trong đội sản xuất nói là chị ấy vừa mới ra lò, sao mình không thấy? Hay là đang chờ mình ngồi xa? Đây là gì? Thế còn Trang sẽ biết. Cô ấy nói là sẽ về bằng xe đốt của nhà máy. Có lẽ cô ấy thấy bất tiện khi xen vào giữa hai chúng ta. Dù vậy thì cũng bất tiện lắm. Thôi đành như vậy. Sao hai người lại có thể về như vậy chứ? Thật quá đáng. Chú ơi, từ đây về xe ôm thì phải đi thế nào? Cô đi xe bus của công ty ra nội thành, sau đó đổi sang xe bus khác. Còn một chuyến cuối cùng thôi, cô nên mau đi. Suy nghĩ để làm gì? Quên đi. Quên nó đi. Đi chơi trò chơi nha. Không bé rồi đi mà. Sao mình chẳng nghe thấy cái gì hết? Bà quận trưởng không sao không? Tôi không biết là bà quận trưởng không ở trước cửa. Tôi định dò xem hai người có cần gì không nên. Cô đã biết giả quá, nhưng ngày mai gặp lại ông. Cô là ăn cơm cùng gia đình tôi cho vui. Dạ không ạ, tôi xin phép. Cô về nhé. Dạ. À, bẩn lắm con ạ. Ôi, nhìn mắt ông kìa, chắc sắm té nữa đấy. Bà gì là cái trò gì thế? Sao tôi làm sao? Cậu làm sao? Bà đã biến tôi thành một người trác táng ăn chơi bị bắt quả tang. Không phải là ông có gì khuất tất nên mới suy nghĩ như vậy chứ? Bà đã nói hết. Em cứ hay hết hò như vậy nha. Mình chuẩn bị đi hội thảo xem phim. Làm em nhớ lại ngày bé khi đi nghỉ cùng bố mẹ. Cả nhà đi vòng quanh hồ trên một chiếc thuyền nhỏ. Em thì nghĩ cùng bố mẹ thì nhìn dài ra những cái ảnh hồ. Chứ khỏe. Mình về nhà nhanh lên anh. Đàng hoàng, không có gì khuất tất tại sao đóng cửa. Thôi, tôi không nói nữa, không nói nữa. Ông thấy chưa, thế cứ bất lợi cho mình là ông bảo không nói nữa. Tôi phải nói mới được. Lần này tôi vượt mấy cái bạn ra, nhìn cái quả ông giấu một khi đó. Chẳng có gì khác so với 5 năm trước khi ông ngoại tình với con bé đó. Được, để tôi nói cho bà nghe chuyện 5 năm trước. Nếu khi đó bà không suốt ngày còng nhọc thì tôi đã không như vậy. Nếu người cùng làm việc là phụ nữ, thì cũng có thể xảy ra chuyện các phụ nữ dính vào áo, rồi cũng có thể bị dính mỹ phẩm với cổ áo. Vì mà phải lấy cái đó ra để dằn vặt người ta. Tôi hỏi ông là làm sao lại có thể như thế? Vậy có nghĩa là gì tôi cầu nhầu hay không tức giận mà đi ngoại tình có phải không? Ai nói tức giận tôi làm thế? Tôi là một người, người ta bảo là gái dữ dằn buộc. Nhưng mà bây giờ đó cái này không bao chi, thật là... Ôi, Subin à, Subin. Con chào bố mẹ. Cả bố mẹ đều thật quá đáng. Nếu bố mẹ cãi nhau suốt ngày dài để đến đêm tôi thì con đừng nên đi về cho cái này mà con đưa anh Jose đến chứ. Subin à, không phải là bố mẹ cãi nhau mà là con mẹ. Subin. Này con, con bầu Jose. Em đang rất tối ngủ. Nếu như là bị lục trời trước mặt thì lục trời lắm có phải không? Từ trước đến giờ em cứ giả vờ là có một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, chưa được. Từ bé em đã luôn thấy bất hạnh. Em sợ như bố mẹ có cảm nhận như thế rồi bỏ nhau thì được hay không sao?
sẽ không biết phải làm gì để đến một ngày. Vì bố mẹ đang thức dậy và nói rằng bố mẹ sẽ đi gì. Mì ơi, mì ơi. Tuy không giàu có, nhưng anh ấy có bố mẹ luôn lo lắng cho. Vì vậy lúc còn bé, em thích ăn cơm và chơi ở nhà bác cả hơn là ở nhà em. Đây là lần đầu tiên em nói chuyện này với người ngoài. Vì sĩ diện nên em hoàn toàn không thích nói với nó. Anh thấy nhà em buồn cười lắm, đúng không? Không, sao em lại nói vậy? Trái lại anh còn thấy vui, nhìn như được hiểu kỹ hơn vậy em. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Đây là đâu vậy? Chú ơi, qua nội thành rồi à? Qua nội thành thì bao giờ rồi? Đây là bóng cuối rồi. Sao ạ? Thế khi nào thì chơi bước ở đây lại chạy nhà? Mà đêm sáng mai mới chạy. Làm thế nào bây giờ? Sao thế? Anh đang ở đây vậy? Đang trên đường về nhà sao? Em xin lỗi, anh có thể đến đón em được không? Em đang trên đường từ nhà máy về nhưng hết không biết. Cái gì? Sao giờ này mà vẫn ở chỗ kỹ ho còn bé? Em đang ở đâu? Là đối tượng của em đó. Nhưng chính xác là ở đây thì em không biết. Biết rồi, biết rồi. Anh không biết tiền. Em có ở nguyên đó khác, còn hết chưa? Tôi đã lo lắng như thế nào không? Biết như đừng đặt gì đó có chuyện gì xảy ra với em.
Em cũng đã rất sợ hãi. Em sợ tưởng chết đi được. Đừng khóc nữa. Tôi đến đây rồi. Làm thế nào bây giờ? Xung quanh nhà mình sẽ không vì chuyện này mà bị hủy hôn ước. Toàn ăn nói dớ dẫn. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Xung quanh, dù chuyện đó với bé mà mặt đồ tôi, thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho ông đâu. Tất cả chuyện này là do ông gọi không thư ký cho đến nhà mà đâu. Ồ đúng vậy. Có cớ gì thì bà mới lôi hết ra đi. Làm gì có thay đổi ra cái gì không? Hôm nay đúng thật là. Xung quanh nhà. Bố xin lỗi con. Bố thật chẳng còn mặt mũi nào. Con không muốn nói gì với bố mẹ cả. Cô sẽ nói gì không nói gì. Nó có nói là rất tức giận không? Nó có nói là muốn rút lại hôn ước không? Anh Jose còn hiểu con hơn cả bố lẫn mẹ. Hình như anh ấy thấy con tội nghiệp đáng thương. Vì phải sống cả đời với người bố người mẹ như thế này. Ông nói không nói xấu bố mẹ à? Mẹ coi trọng việc có bị nói xấu hay không đến chuyện sao? Từ nay mẹ sẽ cẩn thận. Không để mẹ gặp Jose để xin lỗi. Trời ơi. Để mẹ gặp nó không à. Mẹ, bây giờ điều đó không quan trọng. Con chỉ muốn bố mẹ sống vui vẻ với nhau. Nếu không lập gia đình thì nhà này chỉ có hai bố mẹ sống với nhau. Sao bố mẹ có thể sống cả đời với nhau trong cảnh suốt ngày cãi giả thế này? Bố mẹ nông nổi nên con cái đi khổ. Mẹ xin lỗi con, Jovina.